Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung nào đáng chú ý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 2024 là năm quan trọng nhiều kỳ vọng đối với thành phố Cần Thơ, cũng là năm tăng tốc nhằm đạt được các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại thành phố Cần Thơ, mỗi học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được đăng ký tối đa là 5 người chọn. Thưa quý khán giả, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước đảm bảo hiệu quả, xác định đối tác chiến lược và các nhà đầu tư lớn có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển. Đó là một số nội dung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đề cập tại hội nghị triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hôm qua. Tại hội nghị, các đại biểu phân tích dự báo những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng như thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là triển khai các hoạt động thu hút đầu tư ngay từ những ngày đầu năm, đẩy mạnh hoạt động quảng bá 58 dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư đã được thành phố phê duyệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, triển khai ngay kế hoạch đầu tư công và thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân ngay từ đầu năm. Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị các ngành hàng, nông, thủy sản có lợi thế, kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ, thu hút doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động ở nông thôn, quan tâm giải quyết việc làm trong nông thôn. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác giao nhận quân năm 2024, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp, nắm bắt tình hình, thực hiện các giải pháp đồng bộ, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hiệu quả các loại tội phạm tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường xác định năm 2024 là năm quan trọng nhiều kỳ vọng đối với thành phố Cần Thơ, cũng là năm tăng tốc nhằm đạt được các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ toàn diện có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn ngay từ những ngày đầu ra quân của năm mới. Các cấp các ngành địa phương phải thực sự năng động, sáng tạo, tự tin, dám nghĩ, dám làm, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện công việc. Quý vị thân mến, năm 2023, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1/1/2004, 1/1/2024. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ được pháp luật quy định, ban hành nhiều quyết sách tạo tiền đề để thành phố phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và trong 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương có vai trò quan trọng từ các quyết sách đúng đắn kịp thời của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trong năm, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức thành công 4 kỳ họp, 2 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề, ban hành 67 nghị quyết. Đặc biệt, tại kỳ họp chuyên đề tổ chức vào tháng 10 năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Và quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1519 ngày 2 tháng 12 năm 2023. Đây sẽ là kim chỉ nam của Cần Thơ trong tiến trình phát triển, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Song song đó, hàng loạt các chủ trương lớn được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý, nền tảng vững chắc để Cần Thơ phát triển mạnh hơn, xứng tầm là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Một số cái nghị quyết do Hội đồng Nhân ban hành trong năm 2023 đã đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Rồi một số cái chính sách hỗ trợ hộ nghèo, thoát nghèo bền vững giai đoạn 24-25
cũng như là hỗ trợ giáo dục, nghề nghiệp, việc làm để chuyển đổi, chuyển dịch cái cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Và nhất là cái việc ban hành cái nghị quyết thông qua cái quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cái tiền đề đánh dấu cái sự phát triển của thành phố và làm cơ sở cho cái việc đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển thành phố trong thời gian tới. Cùng với quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, Hội đồng Nhân dân thành phố còn tăng cường công tác giám sát. Năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện 16 đợt giám sát, khảo sát, làm việc với trên 140 đơn vị. Qua giám sát, ghi nhận những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế, kịp thời kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ. Trong năm 2024 này, Ban Đô thị cũng có rất nhiều nội dung giám sát. Trong đó thì giám sát về cái việc là quy hoạch cái quy hoạch sử dụng đất sắp tới của 5 năm, đồng thời giám sát về cái việc là thực hiện các cái dự án bất động sản thì sẽ giám sát rất cụ thể các cái nội dung này. Đồng thời chúng tôi tiếp tục tái giám sát về cái cảnh quan bảo vệ môi trường cũng như là xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thành phố Cần Thơ để phục vụ thiết thực cho cái đời sống của người dân. Mong rằng là những cái có thêm những cái quyết sách, những cái nghị quyết hơn nữa để phát triển kinh tế, phát triển xã hội và đặc biệt là chế độ an sinh xã hội của người dân sẽ được nâng cao hơn. Nên ban hành nhiều chính sách gần dân cho hơn, như là về vấn đề đất đai, rồi bồi thường tái định cư một số nơi cho nó phù hợp để bà con có nơi sinh sống và làm ăn ổn định hơn. Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt và vận dụng đúng quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ vào việc xác định các nghị quyết chuyên đề cần ban hành nhằm tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Hôm qua tại Giáo hạt Vĩnh Thạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024 với các vị linh mục, giám mục và các chức sắc chức việc trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gửi lời chúc đầu năm mới đến các vị linh mục và đồng bào tín đồ Công giáo, giáo phận Long Xuyên, giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An trên địa bàn của Vĩnh Thạnh. Đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ trong năm 2023 cùng các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Khẳng định những thành tựu của thành phố có sức đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc chức việc, các vị giám mục, linh mục, hội đồng mục vụ, đồng bào tín đồ Công giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Linh mục Quỳnh Phước Lâm, tổng đại diện đoàn linh mục giáo phận Long Xuyên, đại diện cho đồng bào tín đồ Công giáo bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của thành phố Cần Thơ và hứa tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc với đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, phát huy hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng góp phần xây dựng thành phố và quê hương Vĩnh Thạnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các ban ngành địa phương đã tặng quà đầu xuân Giáp Thìn 2024 cho giáo phận Long Xuyên, giáo hạt Vĩnh Thạnh. Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc phối hợp chỉ đạo triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên. Nội dung thi gồm nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Nghị quyết số 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết số 45 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ báocaoviên.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 26 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2024. Năm nay, thành phố Cần Thơ sẽ có 2.038 công dân nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện các bước tuyển quân đúng quy định, công bằng, dân chủ. Và cho đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã cơ bản hoàn thành. Hiện một số địa phương đã tổ chức khảo sát sửa chữa, xây dựng nhà cho gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Trong lễ giao nhận quân, các đơn vị tặng mỗi thanh niên từ 1 đến 2 triệu đồng. Riêng quận Bình Thủy dự kiến tặng sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho mỗi thanh niên nhập ngũ. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, định hướng việc làm, học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ năm 2024. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận huyện đón rước quân nhân xuất ngũ chu đáo, đăng ký vào ngạch dự bị đúng quy định. Ngoài ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và đang tại ngũ. Phối hợp với các đơn vị nhận quân, chốt quân số và thống nhất phương pháp, thời gian, công tác chuẩn bị giao nhận, tập trung công tác chuẩn bị hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2024, trang trọng, tiết kiệm, an toàn. Theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2024, thị trường lao động sẽ phục hồi trở lại khi đầu tư công và đầu tư tư nhân dự kiến sẽ khởi sắc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vừa cho biết năm 2024, các doanh nghiệp của tỉnh này dự kiến cần tuyển gần 54.000 lao động, tăng 9.000 lao động so với năm 2023, chủ yếu là lao động phổ thông. Trong khi đó, tại thủ phủ công nghiệp phía Nam, tỉnh Bình Dương cũng đang cần khoảng 60.000 lao động cho năm 2024, với một số ngành nghề tuyển dụng như công nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may, da giày, sản xuất, sửa chữa lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp điện, điện tử, sản xuất sản phẩm từ gỗ, nhựa, vân vân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhu cầu nhân lực của thành phố trong quý 1 năm 2024 là khoảng 77.500 đến 86.000 lao động. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch của thành phố Cần Thơ diễn ra khá sôi động với sự đầu tư nâng cấp về điểm tham quan, trải nghiệm và lưu trú. Đặc biệt là vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, thì ngành du lịch thành phố đã ghi nhận nhiều kết quả hết sức phấn khởi về lượt khách lẫn doanh thu. Mặc dù đã là mùng 7 Tết, thế nhưng không khí tại khách sạn Đông Hà Fortuland vẫn rất náo nhiệt. Bên cạnh nghỉ ngơi, thưởng thức bữa sáng với đa dạng món ăn Âu Á, thì khi lưu trú tại khách sạn vào thời gian này, du khách còn được tự tay hái lộc may mắn đầu năm. Điều này đã giúp khách quốc tế biết thêm về phong tục truyền thống tốt đẹp của Tết Việt. Theo lãnh đạo đơn vị, điều đặc biệt của năm nay là kể từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết vừa qua, khách sạn 4 sao này đều kín phòng với đa số khách lưu trú đến từ các nước châu Âu. Khách sạn phấn đấu trong năm 2024 này sẽ tăng 40-50% về lượng khách lẫn doanh thu. Không chỉ là khách châu Âu, thì năm nay chúng tôi sẽ kết hợp với các đơn vị lữ hành để có thể mời được khách Úc, khách Nhật và khách Đông Nam Á về Cần Thơ, về miền Tây và lưu trú ở khách sạn chúng tôi. Và riêng về khách nội địa thì chúng tôi sẽ phát triển cái thị trường khách ở Tây Nguyên. Thì đây là một cái thị trường cũng rất là giàu tiềm năng mà mấy năm qua thì chúng ta cũng chưa phát triển được. Chọn một cái vị trí để cho khách lưu trú thì vị trí phải thuận tiện tại trung tâm để cho khách có thể dễ dàng đi lại và tham quan một số điểm rất là nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ. Cái thứ hai, tiêu chí thứ hai là phải phòng ốc phải rất là sạch sẽ và tiện nghi. Đó là hai cái tiêu chí mà quan trọng nhất mà để tôi chọn khách sạn Đông Hà. Không chỉ hoạt động lưu trú mà từ đầu năm đến nay, các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Điển hình như Viettravel Cần Thơ trong ngày 1 Tết vừa qua đã tiến hành làm lễ xuất hành cho khoảng 250 khách du xuân đến mọi miền đất nước. Cùng với đó, lượng khách trong nước cũng quan tâm nhiều hơn đến du lịch Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
các du khách ở khu vực phía Bắc cũng như là miền Trung, và nhiều nhất là ghi nhận đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ đến với Cần Thơ trong những ngày đầu xuân, những ngày đầu năm mới, gia tăng rất là lớn so với những năm trước. Và chúng tôi hy vọng rằng đây cũng là một cái tín hiệu tốt để giúp cho du lịch của Cần Thơ cũng như là các cái điểm du lịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngày càng phát triển và lượng khách sẽ đến đây nhiều hơn trong những năm sắp tới. Với những tín hiệu khả quan ngay từ những ngày đầu năm, cộng với sự quan tâm đầu tư nâng chất của các đơn vị du lịch và sự định hướng đúng đắn trong công tác quảng bá xúc tiến của ngành chức năng, du lịch thành phố Cần Thơ kỳ vọng năm 2024 sẽ đón 6.100.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 6.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Như vậy, kể từ năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện lao động bình thường đối với lao động nam và nữ cũng được điều chỉnh. Năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng. Riêng tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cần nhân sự có chuyên môn cao được tạo điều kiện để giữ lại những nhân sự lớn tuổi, trình độ cao. Những viên chức thuộc diện nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn quy định có thể làm việc đến năm 66 tuổi đối với lao động nam và 61 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Trong thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại thành phố Cần Thơ, mỗi học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được đăng ký tối đa là 5 nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng 1 được đăng ký vào trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 5 và ngày 6 tháng 6 năm 2024. Ngày 7 tháng 6 năm 2024, học sinh sẽ dự thi môn chuyên vào trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Học sinh đăng ký dự thi từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2024. Phần mềm tuyển sinh sẽ được khóa lần 1 sau khi nhập liệu lúc 17 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2024. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5, học sinh lớp 9 của tỉnh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng một lần. Đối với các trường trung học phổ thông tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, thời gian thực hiện từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7 năm 2024. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Cần Thơ đã ban hành cũng lưu ý, việc xét tuyển sẽ được ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng từ 1 đến 5. Học sinh nào đã trúng tuyển nguyện vọng này thì không được chuyển sang học ở nguyện vọng khác, kể cả lý do chuyển trường. Thông tin y tế đáng chú ý, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật thành công thay khớp gối cho bệnh nhân nam 59 tuổi bị nhiễm trùng khớp gối nhân tạo. Bệnh nhân VVT 59 tuổi ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ nhập viện vì khớp gối trái bị biến dạng. Trước đó một năm, người bệnh đã mổ thay khớp gối nhân tạo trái tại một cơ sở y tế. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng khớp gối nhân tạo trái. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện và phẫu thuật thay lại khớp gối toàn phần. Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc và chỉ định tập vật lý trị liệu, quá trình hồi phục tốt. Ngày thứ 5 sau mổ, bệnh nhân có thể tập đi lại dần. Tình hình thời tiết đáng quan tâm đó là cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào cuối tuần với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày qua, nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực miền Đông và vài nơi trên khu vực miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ gia tăng. Dự báo trong hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Miền Tây có nơi 35-36 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16 giờ. Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ tháng 1 đến tháng 3 là cao điểm mùa khô tại Nam Bộ. Trong đó, vào tháng 3, lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm, rất ít mưa trái mùa trong nửa đầu tháng.
Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhà nhà người người lại tìm cho mình những khu du lịch hay là những vườn hoa để có thể chụp ảnh lưu niệm cùng với người thân hoặc là bạn bè của mình. Và trong một sông nước ban mai ngày hôm nay, Quốc Vy sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những loại hoa đặc trưng của ngày Tết với màu sắc vô cùng rực rỡ. Xin chào Thảo Ngân. Em chào chị Vy. Không biết là hoa này có tên là gì ha Thảo Ngân ha? À chị Vy ơi, đây chính là hoa màu gà đuôi phụng đó chị. Để nói về loài hoa này thì có một cái câu chuyện cổ tích khá là thú vị. Thì ngày xưa là các con gà thì gà trống và gà mái thì đều sẽ có những cái màu gà trên đầu. Thì ở trong một cái đàn thì có một cái chú gà mái mơ rất là yêu thích cái màu gà trên đầu của mình và rất là tự hào. Nhưng mà đến một ngày thì chú gà mái mơ đó đi ngang qua một cái cây, thì cái cây nó đang khóc. Cây khóc bởi vì cây không thể nào cho ra những cái bông hoa đẹp được. Vì thế chú gà này mới quyết định hy sinh cái màu gà trên đầu mình để cho cái cây. Cái cây đó bắt đầu mới nở ra hoa. Và từ đó thì gà mái đã không còn màu gà nữa. Đồng thời thì có một loài hoa mới được sinh ra, đó là cây màu gà đuôi phụng. Thì cái ý nghĩa của nó là tượng trưng cho cái sự hy sinh, cái đức hy sinh cao cả dành cho người khác. Ngoài ra về phong thủy học thì hoa màu gà đuôi phụng cũng tượng trưng cho sự an khang, thịnh vượng cho gia chủ. Vì những cái màu sắc sặc sỡ của nó cho nên nó tạo ra được cái không gian check-in sống ảo rất là tuyệt vời ạ. Cách chăm sóc của loài hoa này có khó không? Thật ra hoa màu gà đuôi phụng rất là dễ chăm sóc, cây rất là ưa nắng và một ngày chỉ cần khoảng cỡ 2 lần tưới ở gốc thì cây sẽ sống rất là dai đó chị. Khi mà khách mà muốn vào đây mà chụp hình đó, dịch vụ chụp ảnh thì như thế nào em? À, nói về dịch vụ chụp ảnh của thì bên em sẽ hoàn toàn miễn phí cho khách bên mình luôn. Để mà tạo nên một cái khuôn viên tuyệt vời như vậy thì mình cần những tiêu chí nào em hết? Muốn tạo ra một cái sân vườn đầy hoa thơm như vậy thì đầu tiên là mình phải đặt cái tâm của mình vào khu vườn đã. Mình phải yêu hoa và phải tưới bón nó mỗi ngày. Ngoài ra về yếu tố màu sắc cũng rất là quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái không khí rất là Tết, an vui và an khang thịnh vượng. Càng nhìn hoa màu gà đuôi phụng thì chị Vy cảm thấy được là hoa không chỉ rực rỡ về màu sắc thôi đâu, mà dáng hoa thì vô cùng nhẹ nhàng và mộng mơ, đã tạo nên một cái không gian vô cùng tuyệt vời như vậy. Bây giờ Ngân giúp chị chụp một vài tấm ảnh ở vườn hoa màu gà đuôi phụng này nhé. Dạ chắc chắn rồi, mình sẽ đi sống ảo nha chị. Thưa quý vị, giáo dục STEM dù được triển khai ở các trường phổ thông hơn một năm học nhưng đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Môn học này đã góp phần truyền cảm hứng học tập, giúp học sinh phát triển khả năng tư duy sáng tạo. Và chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị và bổ ích từ môn giáo dục STEM. Tiết học STEM lớp 1, trường tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy với chủ đề dụng cụ gấp áo. Tình huống được đặt ra là quần áo bề bộn. Từng học sinh được gọi và trả lời phải xếp ngăn nắp. Sau đó, cô giáo và các em xem clip hướng dẫn cách làm dụng cụ gấp áo. Từng nhóm học sinh tự tay thực hành làm dụng cụ gấp áo rồi gấp một cách ngay ngắn. Với chủ đề này, học sinh được tiếp cận kiến thức liên môn, toán học, mỹ thuật, tự nhiên xã hội để làm ra sản phẩm. Tôi cùng các bạn trong nhóm đoàn kết rồi làm ra cái sản phẩm dụng cụ gấp áo. Về nhà con có thể giúp mẹ gấp áo. Để thiết kế được một cái bài học STEM thì phải bước đầu tiên là họp tổ chuyên môn, chọn chủ đề. Sau khi mà lựa chọn chủ đề xong thì sẽ cùng nhau làm những cái đồ dùng á chị, làm những cái đồ dùng dạy học. Khi mà làm sản phẩm thì các em sẽ tự trong cái nhóm của mình thảo luận và làm sản phẩm, giáo viên chỉ là người hướng dẫn. Từ năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ triển khai giáo dục STEM vào các trường học. Đây là phương pháp giáo dục liên môn ứng dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để thực hành, khám phá, sáng tạo ra sản phẩm để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Nhằm động viên, khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo, thời gian qua, ngành giáo dục các địa phương và các trường tổ chức ngày hội giáo dục STEM. Tham gia ngày hội này, rất nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến được học sinh phát triển thành những dự án thiết thực. Các em là thực hiện cái việc trải nghiệm rồi nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả rất là cao. Có trên
88 sản phẩm tem các em trưng bày trong ngày hội thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, nhân văn. Nhóm chúng em quyết định là dự thi cái sản phẩm là mô hình chăn nuôi lưỡi sinh khép kín. Thì đây là cái mô hình của lớp chúng em là vận hành như sau. Thì đây là nuôi bò sinh sản, là bò nó sẽ thải ra phế thải, sau đó là mình sẽ lấy phế thải của chúng để mà mình cho vào cái hầm chứa này, mình trộn với nước và sau đó mình xử lý bằng men. Sau đó là mình sẽ lấy cái phế thải này để mà mình rưới lên cái ô nuôi trùng để nhằm nuôi trùng quế. Nếu như mà chúng ta chỉ dùng bò như là một cái nguồn thức ăn và thải phế thải của chúng ra môi trường làm ô nhiễm môi trường và bốc lên một cái mùi hôi rất là khó chịu, thì ngày nay chúng ta có thể sử dụng phế thải của chúng để mà kết hợp với việc nuôi trùng quế để tăng thêm kinh phí cũng như là bảo vệ môi trường. Giáo dục STEM truyền nguồn cảm hứng học tập, giúp học sinh phát triển mối liên hệ kiến thức giữa các môn học, từ đó khơi gợi ý tưởng, hùng đúc niềm đam mê sáng tạo, bước đầu đưa học sinh đến với nghiên cứu khoa học. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.